Năm 2023, quận Cái Răng được giao chỉ tiêu vận động 99.753 người tham gia bảo hiểm y tế và 26.800 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 2.733 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 26.370 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho Ủy ban Nhân dân 7 phường. Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu các ban ngành đoàn thể quận và các phường tiếp tục quán triệt thực hiện tốt tinh thần nghị quyết số 28 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tăng cường tham mưu với quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận, tiếp tục ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội cho nhân dân. Vận động người lao động ở các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, xã viên, hợp tác xã, đoàn viên, hội viên và người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.